Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, bắt đầu từ chiều tối ngày mai ngày 16 tháng 2 cho đến ngày 17 tháng 2, không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, sau đó là đến Trung Bộ. Từ đêm ngày 16 tháng 2, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Ở vịnh Bắc Bộ, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Do ảnh hưởng của không khí lạnh từ gần sáng ngày 17 tháng 2, ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác, trời chuyển rét, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15 đến 18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Ở các tỉnh Bắc Trung Bộ, trời rét với nhiệt độ thấp nhất ở khoảng 16 đến 19 độ. Khu vực Hà Nội đêm mai ngày 16 tháng 2 và ngày 17 tháng 2 có mưa và mưa nhỏ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16 đến 18 độ